kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội thảo luận ở tổ về một số dự án luật. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cũng có một số ý kiến về các dự án luật này. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này người dân của xã Bản Lang, huyện Phong Thổ nô nức ra đồng gặt lúa. Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022 là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi đầu tư phát triển và quảng bá cây sâm Lai Châu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm hiểu nhằm xúc tiến hợp tác đầu tư, liên kết với người dân sản xuất, kinh doanh cây sâm Lai Châu và chế biến các sản phẩm từ sâm. Hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển vùng sâm Lai Châu, hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sâm Lai Châu, các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quy trình kỹ thuật trồng sản xuất giống, phát triển vùng trồng và công nghệ chế biến các sản phẩm từ sâm Lai Châu đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Hội chợ sâm Lai Châu có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo một số địa phương, các nhà khoa học uy tín, các cá nhân có ảnh hưởng lớn, các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm đến dược liệu trên toàn quốc và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu. Khai mạc vào 20 giờ ngày 11 tháng 11 tại Trung tâm Thương mại tỉnh và được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Hội chợ sâm Lai Châu năm 2022 nắm chắc thời cơ, vượt qua thách thức, khát vọng vươn xa. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 7 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật giá sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi và việc thực hiện luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin nơi sinh trên hộ chiếu. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cũng có một số ý kiến về các dự án luật này. Góp ý vào dự án luật giá sửa đổi, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho rằng, việc Quốc hội ban hành luật giá là rất phù hợp vì đất nước ta đang vận hành theo nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, trong một số trường hợp vẫn cần có sự điều tiết của nhà nước để đảm bảo nền kinh tế vận hành có hiệu quả. Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện dự án luật, đại biểu cũng đề xuất một số ý kiến về danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá. Đề xuất nó thay đổi một chút, tức là đưa cái danh mục hàng hóa này thì là do là chính phủ quyết định cái danh mục hàng hóa này. Thì chúng tôi cho rằng đây là cái việc mà những cái danh mục này nó liên quan, nó thứ nhất là nó cũng khá rộng, cái thứ hai là nó liên quan đến cái đời sống của nhân dân cũng như là liên quan đến cái đối tượng mà sản xuất cung ứng cái dịch vụ này. Cho nên là tôi đề nghị là cần thiết là Quốc hội phải quyết định cái danh mục này. Và để đảm bảo là phù hợp với cả cái quá trình điều hành ấy, để nó linh hoạt hơn, thì là trong trường hợp mà bổ sung hoặc là đưa ra khỏi danh mục thì là có thể là ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Thứ ba ngày 8 tháng 11, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2022. Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp cùng với tạp chí Cộng sản vừa tổ chức hội thảo với chủ đề Bài học từ cách mạng tháng 10 Nga và tư tưởng của Lenin về vấn đề dân tộc, ý nghĩa thời đại và sự vận dụng và thực tiễn cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, mùng 7 tháng 11 1917, mùng 7 tháng 11 2022. Ngày 7 tháng 11 năm 1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga, đứng đầu là Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên nhà nước Xô Viết. Trải qua 105 năm với vô vàn biến thiên lịch sử, cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại là sự chuyển hóa thành công trên thực tế lý luận của chủ nghĩa Marx và hoàn cảnh thực tế của nước Nga với lãnh tụ thiên tài Lenin. Đối với Việt Nam, cuộc cách mạng tháng 10 Nga có ý nghĩa quan trọng, khích lệ các tầng lớp nhân dân đứng lên tiếp tục công cuộc đấu tranh giành độc lập. Cách mạng tháng 10 Nga đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý giá. Tại hội thảo, các nhà khoa học và các đại biểu khẳng định, hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc cách mạng tháng 10 Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn để thôi thúc và khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới để phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề nghị cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, theo hướng là loại trừ trường hợp xe máy. VCCI vừa nêu ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo. Theo VCCI, thời gian qua, việc thực hiện các loại bảo hiểm bắt buộc đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích xã hội, trừ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe máy. Sau hơn 10 năm thực hiện, tỷ lệ chi trả bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy vẫn ở mức rất thấp. Theo đó, thì VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc thu hẹp phạm vi chủ thể có nghĩa vụ bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, theo hướng là loại trừ trường hợp xe máy. Theo đó, thì việc mua bảo hiểm xe máy bao gồm cả bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các loại bảo hiểm khác sẽ dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận của các bên. Thưa quý vị và các bạn, xác định mục tiêu chất lượng giáo dục là hàng đầu, cho nên ngay từ đầu năm học 2022-2023, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Khao, xã Nậm Khao, huyện Mường Tè đã triển khai đồng bộ các giải pháp như đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, phân loại học sinh để có phương pháp giảng dạy phù hợp, qua đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục toàn diện của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Khao đã dần được nâng lên, chất lượng giáo dục đại trà từng bước được củng cố, chất lượng mũi nhọn được đẩy mạnh, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ngày càng vững vàng cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn. Đây là một trong những thành tích rất đáng ghi nhận của các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Khao. Phát huy những kết quả đã đạt được từ năm học trước với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trình độ nhận thức của học sinh. Ngay từ đầu năm học mới 2022-2023, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong giáo viên và học sinh, duy trì và giữ vững tỷ lệ chuyên cần, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Để nâng cao chất lượng nhà trường thì đầu ngay từ năm học nhà trường đã kiện toàn các bộ chức của nhà trường và đã phân công các đồng chí có chuyên môn tốt dạy các khối chương trình giáo dục phổ thông mới. Về cơ sở vật chất thì nhà trường đã tham mưu với phòng giáo dục và đào tạo cung cấp các cơ sở vật chất cần thiết để chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ ba nữa là gì? Về tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương vận động tuyên truyền học sinh ra lớp, ra trường. Và ngay đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch đưa giáo viên đi đào tạo bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới ạ. Do đặc thù nhà trường bao gồm cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở, các em học sinh của nhà trường đa phần là con em đồng bào dân tộc Cống và La Hủ. Trình độ nhận thức của các em trong mỗi môn học thường không đồng đều, đặc biệt là các em học sinh đồng bào La Hủ. Vì vậy, đối với mỗi thầy cô giáo, bằng các kinh nghiệm cùng tình yêu nghề sẽ vận dụng một cách tốt nhất trong các bài giảng, giúp học sinh có thể tiếp thu bài học một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, các thầy cô của nhà trường cũng thường xuyên trò chuyện tâm sự với các em để nắm bắt tâm tư của học sinh, từ đó có những cách giảng dạy, trao dồi kiến thức một cách hợp lý, khoa học. Bản thân tôi là một giáo viên, thì trong lớp học là mình cũng phải có một số giải pháp, đó là quan tâm gần gũi với các em. Chỉ bảo các em những nội dung mà khó thì mình sẽ chia nhỏ kiến thức, chia nhỏ câu hỏi. Làm sao để cho học sinh nó dễ hiểu và nó có thể trả lời được. Về phân luồng thì đầu năm thì nhà trường cũng tổ chức khảo sát học sinh đầu năm ấy, thì đối cũng phân luồng học sinh, đối với học sinh còn yếu còn kém ấy thì chúng tôi vẫn tổ chức dạy phụ đạo cho các em vào những buổi chiều. Để thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra, ngay từ đầu năm học 2022-2023, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường, sự quyết tâm của đội ngũ thầy cô giáo, thì vấn đề tiên quyết là ở mỗi học sinh của nhà trường, các em cần khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu trong học tập, chịu khó rèn luyện, tu dưỡng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này người dân của xã Bản Lang, huyện Phong Thổ đang nô nước ra đồng để gặt lúa. Người gặt, người khuân vác, người tuốt lúa, ai nấy đều rất phấn khởi, vui tươi bởi lúa nếp tan được mùa. Những bông lúa to, nặng trĩu, màu vàng rộm tạo cho bức tranh nông thôn thêm sinh động, mang màu sắc ấm no nơi vùng biên. Gia đình bà Vàng Thị Nhìm ở Bản Lang 2, xã Bản Lang, ngay từ sáng sớm đã có mặt trên cánh đồng để gặt lúa nếp tan. Do ruộng xa nên gia đình bà phải thu hoạch thủ công.
mỗi người một việc giúp diện tích lúa thu hoạch một cách vô cùng nhanh chóng. Năm nay thì cái 2.000 mét vuông cũng đố này cũng dễ bán mà, một yến thì 150 một yến, khác hơn đố tẻ. Đố tẻ thì được có 80 thôi. Bây giờ gia đình nhà cô đang thu. Hết vụ này thì để tầm 20 bao, nếp tan thì cũng tăng cao thu nhập hơn. Gia đình tôi cấy 4 sào năm ngoái, tôi được 20 bao. Năm nay tôi được cũng cấy 4 sào mà năm nay tôi được 30 bao. Và gia đình của tôi là rất phấn khởi. Nếp tan là loại lúa có thương hiệu của huyện Phong Thổ từ nhiều năm nay. Ở xã Bản Lang, lúa được gieo cấy tập trung với diện tích trên 150 hectare, được thiên nhiên ban tặng khí hậu, thổ nhưỡng đặc biệt cùng với bàn tay chăm sóc cần cù của người nông dân. Nếp tan cho sản phẩm gạo thơm, dẻo, đặc trưng. Và chính điều này đã chinh phục được người tiêu dùng, trở thành sản phẩm ô cốp 3 sao của tỉnh. Để giữ vững được thương hiệu, cấp ủy chính quyền địa phương thời gian qua luôn quan tâm hỗ trợ cho người dân từ sống, vật tư và chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo niềm tin cho người dân tiếp tục mở rộng diện tích vùng lúa hàng hóa chất lượng cao này. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì được chính quyền địa phương của xã ấy, tạo điều kiện cho bà con là hỗ trợ là giống và vôi. Thì theo cái diện tích thì 1 ha là được 5 tạ vôi. Thế thì cấp cho bà con thì bà con năm nay rất phấn khởi. Do là từ mấy năm trước về thì làm theo kiểu truyền thống thì nó không cho vôi. Đấy, thế là cái tỷ lệ năng suất của nó rất thấp. Thế thì năm nay thì nhiều bà con thì đến rất là mừng mà đi đến với ban quản lý bản và là đấy như là được các cô ở huyện lên chỉ đạo giám sát đấy, là hướng dẫn là rắc vôi như thế nào thì năm nay được mùa, thế là bà con rất là phấn khởi. Năm nay trên địa bàn xã đã triển khai được 135 hectare theo mô hình và 15 hectare bà con chủ động giống và phân bón. Trong quá trình triển khai, xã cũng thường xuyên cử cán bộ nông nghiệp xuống kiểm tra trên các cánh đồng, đánh giá tỷ lệ sinh trưởng và phát triển của cây, dự đoán dự báo tình hình sâu bệnh của cây, có phương hướng hỗ trợ kỹ thuật cho bà con diệt trừ sâu bệnh để cây cho năng suất. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn ở huyện, sản lượng, năng suất, chất lượng của lúa nếp tan năm nay cao hơn năm trước. Mô hình lúa nếp tan thực hiện theo cái nghị quyết 07 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì qua cái đánh giá thực tế thì chúng tôi thấy là cái năng suất lúa của năm nay sẽ cao hơn năm trước và hạt thóc thì sáng bóng hơn, trọng lượng lúa cũng tăng hơn, cho nên là sẽ là cái cơ sở và tiền đề để mà chúng tôi sẽ đề xuất với bên Ủy ban dân huyện là sẽ hỗ trợ các cái chính sách liên quan cho người dân trong các cái năm tiếp theo. Không những được mùa, giá lúa nếp tan ở Bản Lang vẫn được giá hơn, cao gần gấp đôi so với các loại lúa thường, dao động từ 17 đến 18.000 đồng trên 1 kg thóc khô. Thóc về đến đâu được doanh nghiệp, nhân dân trong huyện đặt mua hết đến đó. Năm 2022 này thì chúng tôi sau khi mà bà con nhân dân gieo cấy thì cũng có rất nhiều các cái cơ quan đơn vị, các cái doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh đã đến đặt hàng và bao tiêu sản phẩm cho bà con nhân dân chúng tôi. Thì từ những cái công tác tổ chức triển khai rồi là công tác giữ được cái thương hiệu chất lượng của sản phẩm lúa nếp tan trên địa bàn của xã Bản Lang thì chúng tôi thấy rằng là bà con nhân dân, các hộ gia đình mà trồng lúa nếp tan này thì cũng có cái cuộc sống nó tương đối là khấm khá và có cái tạo việc làm và nâng cao cái đời sống cho bà con nhân dân trên địa bàn. Với cái thương hiệu sẵn có thì Ủy ban nhân xã cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của cấp trên. Cụ thể là đây chúng tôi cũng đã liên kết với một đơn vị sự nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thì chúng tôi đang có cái đề án phục tráng lại cái dòng lúa trên để đảm bảo cái nguồn gen chất lượng tốt nhất. Tin tưởng đề án phục tráng giống lúa nếp tan sẽ có kết quả tốt, từ đó huyện Phong Thổ có nguồn gen lúa tốt đưa vào gieo cấy, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thương hiệu lúa đặc sản của vùng cao, đồng thời là tiền đề để các xã trên địa bàn mở rộng quy mô vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo công văn chỉ đạo của huyện Tam Đường về việc tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dại, Ủy ban nhân dân xã Nùng Nàng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các trường bản,
triển khai công tác tiêm phòng dại, đồng thời tuyên truyền vận động các hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về chăn nuôi chó mèo an toàn, nhất là trong mùa dịch đang bùng phát như hiện nay. Cũng như các hộ gia đình người Mông trên địa bàn xã, gia đình anh Vàng A Sâu ở bản Phan Trung Hoa, xã Nùng Nàng có thói quen nuôi nhiều chó để trong nhà. Tuy nhiên, được trưởng bản thông báo lịch tiêm phòng dại nên vợ chồng anh đều ở nhà để xích đàn chó tiêm phòng đầy đủ. Đồng thời, gia đình cũng được tuyên truyền thực hiện tốt các quy định khi thả rông đàn chó phải dọ mõm để đảm bảo cho người thân và người qua lại. Gia đình tôi cũng tiêm phòng cho chó để tránh trường hợp sau này cắn người thân các thứ, thì mình cũng đã tiêm phòng dại các thứ đầy đủ. Và mình cũng phải tham gia những quy ước hôn ước của bản và xã đã đề ra, không được thả rông gia súc, vật, chó, các thứ để ra ngoài đường. Nếu mà thả ấy, thì mình cũng phải rõ giá món. Hiện nay, số lượng chó trên địa bàn xã có 457 con. Để đảm bảo tiêm phòng dại cho đàn chó, với số liều vaccine được cấp, Ủy ban Nhân dân xã đã phân phát cho từng bản triển khai tiêm phòng đầy đủ, đồng thời chỉ đạo trưởng bản phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã bản, công chức phụ trách bản tuyên truyền về nguy cơ tác hại và các biện pháp phòng chống bệnh dại cho chó mèo, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn, thực hiện vệ sinh, sát trùng tại khu vực chăn nuôi. Bản thân tôi là tôi cũng nhận được kế hoạch của xã thì tôi cũng lấy thuốc về thì cũng tuyên truyền bà con đấy phải buộc lại chó, mà để lại chó ở nhà, để đoàn các đoàn thể bản là tuyên truyền tiêm phòng luôn. Thì về đến bản thì tôi cũng phải huy động cả lực lượng dân quân này, đùa viên này, cả các đoàn thể bản là vào cuộc luôn để tiêm phòng trong vòng 2 ngày cho xong tất cả 165 hộ của bản Phan Trung Hoa luôn. Bên cạnh việc triển khai tiêm phòng dại cho đàn chó mèo, xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dại trên địa bàn, vận động các trường hợp khi bị chó mèo nghi dại cắn cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám, tiêm phòng và điều trị kịp thời. Tăng cường triển khai công tác quản lý đàn chó mèo, chuẩn bị cung ứng đầy đủ vaccine tiêm bổ sung phòng bệnh dại cho chó mèo chưa được tiêm theo quy định. Chủ động giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm các ổ dịch dại, điều tra ổ dịch, truy tìm nguồn bệnh, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai kịp thời hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dại. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của huyện thì Ủy ban xã đã tổ chức rà soát các đối tượng là chó mèo để tổ chức tiêm phòng cũng như ban hành các văn bản để tuyên truyền vận động đến người dân. Đồng thời đó thì tổ chức tiêm phòng thì cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các đồng chí trưởng bản là tổ chức tiêm phòng đồng loạt ở trên địa bàn. Với thói quen nuôi nhiều chó để trong nhà và thường thả rông chó lúc gia đình lên nương rẫy nên nguy cơ bị chó cắn người là khó tránh khỏi. Vì vậy, bà con nhân dân, nhất là các hộ đang nuôi chó, cần thực hiện tốt các quy định về chăn nuôi an toàn và tiêm phòng dại đầy đủ để không gây nguy hiểm cho người khác. Hiện tại toàn tỉnh có 35.000 hội viên người cao tuổi các cấp sinh hoạt ở 106 xã phường thị trấn. Thời gian qua, các cấp hội đã luôn bám sát các chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi để thực hiện nhiệm vụ phát động các phong trào thi đua tới các hội viên thông qua những việc làm cụ thể và thiết thực. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội người cao tuổi tiếp tục tuyên truyền quán triệt học tập nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, các chính sách liên quan đến người cao tuổi. Các cấp hội tiếp tục động viên người cao tuổi hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Cùng với đó, tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, thành lập phát triển các loại quỹ, đảm bảo nguồn lực và điều kiện để nâng cao chất lượng các hoạt động hội, nhất là quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Đến nay, toàn tỉnh có 70 trên 106 xã phường thị trấn có quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi đạt 66%, với tổng số tiền trên 1 tỷ 400 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, 25 người bị thương, hư hỏng 12 ô tô, 41 xe mô tô. So với cùng kỳ năm 2021 là 32 trên 49 vụ, giảm cả 3 tiêu chí, số người chết, số người bị thương và phương tiện thiệt hại. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt hành chính 4.290 trường hợp, nộp kho bạc nhà nước tỉnh trên 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ
đã giảm số lượng lập biên bản, tăng mức tiền phạt đối với các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu không chấp hành nghiêm các quy định về luật an toàn giao thông. Thời gian qua, để thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, Hội Nông dân huyện Tam Đường luôn bám sát các nội dung ủy thác, các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm vay vốn trực thuộc hội, quản lý thực hiện đầy đủ các nội dung ủy thác, đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện Tam Đường cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các chi hội ở cơ sở. Đến nay, có 13 trên 13 cơ sở hội với tổng số tiền huy động tiết kiệm là trên 1,7 tỷ đồng, trên 1.850 hộ tham gia. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin phép được khép lại với nội dung của thông tin vừa rồi. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.